các bạn muốn tìm một con xe vừa rẻ, cấu hình lại ngon thì đây, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn con xe Vinabike Hue nhá. Xe được thiết kế là khung hợp kim nhôm, mối đàn 7 cá nhá, rất là khéo luôn. Với màu ấy thì là một đỏ và đen, cực kỳ là trẻ trung và bắt mắt. Bộ chuyển động ghi đông thẳng với Potang 31.8. Tay để bấm khá là trơn tru mượt mà. Đùi đĩa của hãng Provel có chắn bảo vệ cực kỳ an toàn khỏi bị tua xích nhá. Kết hợp với đó là gạt đĩa trước và củ đĩa sau của Shimano Tunei, hàng Nhật Bản, rất uy tín rồi. Líp sau 7 tầng, chuyển số mượt mà nhanh chóng. Kết hợp với đó là bộ phanh động cơ trước và sau, giúp các bạn phóng tốc độ cao mà không lo bị ngã xe nhá, cực kỳ an toàn. Lốp xe khá khác biệt, không khác gì phía kia luôn. 700x38C lốp khá là trơn tru mượt mà, bánh siêu trơn nhá. Về tổng thể của xe thì quá là ok rồi, với giá chỉ với hơn 5,5 triệu thôi, anh em đã có thể sở hữu một con xe vừa ngon, cấu hình xịn như thế này. Nếu anh em có câu hỏi thì hãy bình luận bên dưới, anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh em nhé.